Nguồn tin sau đây liên quan về việc cảnh sát tuần duyên Cộng sản Việt Nam sang Hoa Kỳ để huấn luyện và tiếp nhận tàu WHEC 726. Đài Á Châu Tự Do, tức là RFA, đưa tin nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã đưa đoàn sĩ quan cảnh sát tuần duyên đi huấn luyện và tiếp nhận tàu tuần tra WHEC 726 lớp Hamilton tại Hoa Kỳ. Chuyến đi được lên kế hoạch từ lâu nhưng bị hoãn vì do đại dịch COVID-19 và giờ đây là thời điểm thực hiện. WHEC 726 là tàu tuần tra thứ hai mà cảnh sát tuần duyên Cộng sản Việt Nam tiếp nhận từ Hoa Kỳ. Trước đó, phía Việt Nam đã tiếp nhận tàu tuần tra WHEC 722 lớp Hamilton được cải thiện từ USCGC Morgantau của tuần duyên Hoa Kỳ. Cảnh sát tuần duyên Cộng sản Việt Nam cho biết hai tàu tuần tra cỡ lớn lớp Hamilton sẽ giúp ích rất nhiều cho lực lượng này trong việc tăng cường khả năng thực thi pháp luật trên biển. Tàu tuần tra WHEC 726 lớp Hamilton được hoán cải từ tàu USCGC John Midget của tuần duyên Hoa Kỳ. Tàu có tầm hoạt động 14.000 hải lý, tức là 22.531 km, và thời gian trên biển liên tục là 45 ngày. Cộng sản Việt Nam và Hoa Kỳ đang thắt chặt quan hệ trong khi Trung Cộng tăng cường quấy nhiễu ở Biển Đông nhằm độc chiếm vùng biển tàu dầu ngày giàu tài nguyên và quan trọng trong giao thương quốc tế. Hoa Thịnh Đốn tăng cường viện trợ và huấn luyện cho lực lượng hải quân của Cộng sản Việt Nam và trong đó có cảnh sát tuần duyên.